là nhóm alkali thực, tức là nitơ có nguồn gốc từ axit amin và nitơ nằm trong xịt bò, đúng không? À, ta bắt đầu muốn chia nhóm ha. Tới đây là mình xong cơ bản cái phần đầu tiên về đại cương lịch sử của alkaloid. Giờ nhiệm vụ của bạn là mình sẽ làm từ câu số 1 cho tới câu số 9 ở trong bài tập alkaloid. Cô cho làm để làm nha, bởi vì sau buổi học ngày hôm nay là chúng ta phải nộp bài luôn đó.